Thưa quý vị, mức lương cơ sở tăng 30%, lương hưu tăng 15% được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 vừa qua đã đem lại niềm vui lớn đối với đông đảo người dân trên cả nước. Tuy nhiên, đằng sau chuyện mừng lại là nỗi lo tăng giá. Thực tế, mấy ngày vừa qua, tại một vài địa phương, một số mặt hàng thiết yếu đã rục rịch tăng giá nhẹ. Nhiều người lo ngại rằng, nếu không quản lý tốt về giá cả, thì rất có thể sẽ xảy ra tình trạng té nước theo mưa như cách đây vài chục năm về trước. Các chuyên gia kinh tế đã chia sẻ góc nhìn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tiêu điểm ngay sau đây. Mới đây tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 2, có cử tri cho rằng thực tế lương mới chưa đến tay người lao động thì giá cả đã thi nhau nhảy múa. Còn tại Hà Nội, nhiều người dân đi chợ cũng nhận thấy giá cả thực phẩm những ngày gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, tại các siêu thị, giá cả vẫn được giữ tương đối bình ổn. Các chuyên gia kinh tế thì nhận định rằng, thời gian vừa qua, giá đã rục rịch tăng ở một số mặt hàng. Tuy nhiên, mức tăng này chưa cao. Bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh. Tính từ năm 2009 đến ngày 1 tháng 7 năm nay, mức lương cơ sở tăng khoảng 280%. Lương tối thiểu vùng tăng khoảng 480%, trong khi đó chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 108%. Vậy là sau 15 năm, tốc độ tăng lương cao hơn nhiều so với tốc độ tăng CPI. Các chuyên gia phân tích thêm, trong vòng 20 năm qua, nước ta đã trải qua 14 lần tăng mức lương cơ sở, trong đó hầu hết các lần tăng lương lạm phát đều giảm. Chỉ có 2 lần tăng lương vào năm 2008 và 2011 là lạm phát tăng. Tuy nhiên, đối với 2 năm 2008 và 2011, việc lạm phát này không chỉ do tăng lương cơ sở mà do lạm phát thế giới, do giá dầu thế giới tăng cộng với tỷ giá trong nước tăng. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chuyện tăng giá khi tăng lương, thậm chí tăng giá khi mới có chủ trương tăng lương vẫn xảy ra, nhưng chỉ là thực trạng đáng lo ngại của hơn 10 năm trước khi thị trường chủ yếu ở dạng tự phát, tự do. Thời gian gần đây ít xảy ra việc tăng giá. Tuy nhiên, vẫn phải lường trước tác động ngược của việc tăng lương. Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Có đại biểu cho rằng, quan trọng nhất là phải kiểm soát lạm phát tâm lý, lạm phát tin đồn, lạm phát domino, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm minh những vấn đề liên quan pháp luật về giá. Về giải pháp ổn định thị trường, chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng, Cục Quản lý Giá của Bộ Tài chính cùng với Tổng cục Quản lý Thị trường của Bộ Công Thương phải rà soát đầu ra, đầu vào giá thành của những mặt hàng thiết yếu để xem giá thành thế nào, giá bán ra sao, có tăng hay không và tăng có hợp lý không. Rất quan trọng vì nó ảnh hưởng ngay đến đời sống cũng như mặt bằng giá. Việc kiểm tra giám sát phải thực hiện thường xuyên, liên tục trước và sau khi tăng lương. Quan trọng nhất là nếu tổ chức cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh nào tăng giá bất hợp lý thì phải có chế tài xử lý nghiêm. Tăng lương là niềm vui đối với đại đa số người dân. Chính vì thế, để chuyện tăng lương giữ được nguyên ý nghĩa, các cơ quan chức năng cần vào cuộc ngay để ngăn chặn việc đẩy giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Người cung cấp dịch vụ, sản phẩm hàng hóa cũng cần cân nhắc trước khi quyết định đẩy giá lên bởi có thể sẽ không bán được hàng và vi phạm pháp luật.